Ngay buổi chiều thứ bảy, anh em rất vui mừng là đón hai anh em từ Lục Ngạn Bắc Giang xuống mua số cách nhà anh Nguyễn khoảng tầm 80 km, xuống lấy cho số. Anh Nguyễn sẽ áp xong với 3 chế độ, 1 eco dây vợ, chế độ 2 là dây vợ 3 là eco, nhạc chất âm bằng máy rồi. Với niềm đam mê yêu quá hát thì khoảng cách không có nghĩa lý gì, 80 cây số với buổi chiều thứ bảy rất đẹp, máu chảy về tim. Có anh Nguyễn lại mất điện lại cho máy phát rồi. Thôi em hãy đi vì đó chỉ là buồn thi, trời đã khuya từ đâu. Chưa bằng số DK, X28 có hổng quang. Hôm nay anh Nguyễn về tiếp một bản nữa là DK X28 không có quang. Đoạn này không có quang, thấy chưa? Hãy về 100 con vang số DK X28 HLO không có quang. Con bản này có hổng quang. Con bà này không có quang. Với tinh hàng nhập khẩu nguyên khối từ Trung Quốc, chất lượng cao, âm thanh cực hay. Anh Nguyễn đã ghép ra sửa xếp 4 bát 8 xếp. Có ai luôn.